Em chào anh ạ. Ui rồi, ai làm gì ông ăn mà trong ông ăn bùn thế? Anh vừa bị nói là vô ý thức khi mà bật nhạc to quá đây, nên là bây giờ là phải mua tai nghe thôi. Nhưng mà khổ nỗi là không có tiền để mua tai nghe nên là buồn. Ôi, lo gì anh ơi, em có cái tai nghe này hay lắm. Anh mời em đi ăn lẩu, em tặng anh tai nghe này. Ui dồi, màu xanh, đẹp nhỉ. Nhưng mà nút bấm ở trên tay đâu, chú định lừa anh à? Ông anh quê quá, tai nghe giá rẻ bây giờ đều có chạm cảm ứng hết rồi, ai còn xài nút bấm nữa. Thế cái tai nghe này nó có kết nối nhanh không em? Bluetooth 5.2, kết nối cực nhanh, kể cả anh đứng xa 10 mét đi chăng nữa vẫn nghe rất hay nhá. Cổng micro USB à? Ông anh gà thế, đây là cổng Type-C mới nhất bây giờ mà. Thế pin này có đủ xem một bộ phim không? Một lần sạc ấy thì nghe được 6 tiếng, kết hợp với đốc sạc thì nghe được 24 tiếng. Chỉ sợ ông anh không đủ sức để xem phim cả ngày thôi.